Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung Quốc căng mình chống lũ. Mưa lớn đã trút xuống miền Nam Trung Quốc những ngày qua, gây ngập lụt và đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người. Chính quyền và người dân đang căng mình chống lũ. Theo Tân Hoa Xã, hôm 22 tháng 4, đến nay 53.741 người đã được sơ tán trên toàn tỉnh. 36 ngôi nhà bị sập, 48 ngôi nhà bị hư hại nặng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 140,6 triệu nhân dân tệ, khoảng 19,8 triệu USD. Trong khi đó, khoảng 99.000 người ở Quảng Tây đã bị ảnh hưởng do mưa lớn, với 600 người phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Theo chính quyền phương Tây, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 3.788 hecta, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 284,5 triệu nhân dân tệ, tương đương 39,2 triệu USD, theo Thời báo Hoàn Cầu hôm 22 tháng 4. Cũng theo nguồn tin Tân Hoa Xã, mưa lũ ở Quảng Đông, tỉnh có 127 triệu dân đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, 10 người vẫn đang mất tích và khoảng 110 người đã được sơ tán. Ngày 23 tháng 4, Thâm Quyến, thành phố lớn nằm bên bờ đông của cửa sông Châu Giang tại tỉnh Quảng Đông, đã nâng cảnh báo mưa bão màu cam lên màu đỏ mức cao nhất. Chính quyền kêu gọi hãy nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tránh xa các khu vực nguy hiểm như vùng trũng thấp, dễ ngập lụt. Thâm Quyến nằm trong số những vùng đang hứng chịu mưa lớn đến rất lớn. Đầu tuần này, các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc đã kêu gọi thực hiện mọi biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do thiên tai, bao gồm sơ tán dân, tăng cường tần suất giám sát và đưa ra cảnh báo sớm để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, ngăn chặn các thảm họa như sạt lở đất. Cục khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo màu vàng về mưa bão và cảnh báo màu xanh về thời tiết khắc nghiệt. Cục này dự báo sẽ có mưa lớn, dông bão, gió mạnh và mưa đá tại nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm các khu vực của tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây từ ngày 22 tới ngày 23 tháng 4. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đó là màu cam, vàng và xanh. Từ ngày 19 đến 21 tháng 4, mưa lớn đã ảnh hưởng một phần đến hoạt động của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu và Bắc Kinh-Cửu Long, khiến 305 chuyến tàu bị hủy hoặc phải quay lại. Các cảnh quay từ trên không được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát vào cuối tuần qua cho thấy những ngôi làng bị ngập trong nước lũ, chỉ còn thấy mái nhà và ngọn cây ở một số nơi. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc và Bộ Quản lý Khẩn cấp tiếp tục phối hợp và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ tại các khu vực trọng điểm ở miền Nam và các khu vực khác để đối phó những đợt mưa lớn khác. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phòng chống lũ lụt ở khu vực Châu Giang. Chính quyền đã nâng mức ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ lụt cho đồng bằng sông Châu Giang lên cấp 2 trong hệ thống 4 cấp vào cuối tuần qua. Khoảng 15.000 món hàng cứu trợ bao gồm 6.000 giường gấp, 6.000 khăn và các nhu yếu phẩm khác đã được gửi đến tỉnh Quảng Đông đầu tuần này. Kể từ ngày 16 tháng 4, những cơn mưa xối xả kéo dài đã tấn công đồng bằng sông Châu Giang, trung tâm sản xuất của Trung Quốc và là một trong những khu vực đông dân nhất nước. 4 trạm thời tiết ở Quảng Đông ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong tháng 4. Theo Quảng Châu Nhật Báo và Nam Phương Nhật Báo, lượng mưa từ đầu tháng 4 đến nay đã phá vỡ kỷ lục tại các thành phố Quảng Châu, Thiều Quan, Lạc Dương và một số huyện. Dự báo các trận mưa lớn còn tiếp tục ở Quảng Đông trong tuần này với lượng mưa từ 100 đến 170mm trong 24 giờ tại một số khu vực từ chiều 22 tháng 4. Lưu vực Châu Giang chịu lũ lụt từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, nhưng khu vực này đã phải đối mặt với những trận mưa bão dữ dội và lũ lụt nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây khi giới khoa học cảnh báo khủng hoảng khí hậu đã làm tăng thời tiết cực đoan, gây chết chóc và thường xuyên hơn. Theo đài CNN, ông Doãn Chí Kiệt, người đứng đầu bộ phận dự báo thủy văn tại Bộ Thủy lợi Trung Quốc, giải thích trên báo ThePaper.cn về tình hình kiểm soát lũ lụt trong những năm qua. Hiện tượng nóng lên toàn cầu và mức tăng nhiệt độ đang ngày càng gia tăng, trong khi lượng mưa cực lớn xảy ra hàng năm dẫn đến mưa lũ dữ dội. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, năm ngoái Trung Quốc đã đối mặt với những trận mưa lũ như chút dữ dội và cực đoan hơn trong mùa lũ so với những năm trước. 72 trạm thời tiết quốc gia ghi nhận lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục và 346 trạm phá vỡ kỷ lục hàng tháng. CCTV đưa tin kể từ tuần trước, mực nước tại ít nhất 44 con sông trong lưu vực Châu Giang đã dâng lên mức vượt cảnh báo có nguy cơ vỡ bờ. Ở khu vực sông Bắc Giang, con sông chảy vào Châu Giang, nhà chức trách đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra trận lũ lụt một thế kỷ mới có một lần. Theo chính quyền Quảng Đông, nhánh sông này đã vỡ bờ vào ngày 8 tháng 4, đánh dấu mùa lũ hàng năm đến sớm nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1998. Chính quyền Quảng Đông nhấn mạnh cần tăng cường hệ thống giám sát, dự báo và cảnh báo sớm. Các nước châu Á ứng phó với nắng nóng gay gắt.
Trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục gia tăng trên khắp đất nước, Bộ Y tế Myanmar ngày 25 tháng 4 khuyến cáo người dân nước này thực hiện những biện pháp đề phòng để bảo vệ sức khỏe. Theo báo cáo của cơ quan khí tượng Myanmar, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận nền nhiệt tăng đột biến, trong đó không ít địa phương báo cáo mức nhiệt trên 40 độ C. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Myanmar, nhiệt độ ở miền Trung và vùng đồng bằng nước này có thể sẽ tiếp tục tăng cao trong 2 ngày 28 đến 29 tháng 4. Trong khuyến cáo của mình, Bộ Y tế Myanmar đã đưa ra những chỉ dẫn để người dân đảm bảo an toàn sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài và những biện pháp tránh tia cực tím gây hại. Bên cạnh đó, hướng dẫn của Bộ còn bao gồm những lời khuyên hữu ích để nhận biết và ứng phó trước những biểu hiện kiệt sức vì nhiệt và sốc nhiệt, cũng như những kỹ năng sơ cứu. Thông thường, tháng 4 và tháng 5 hàng năm là hai tháng nắng nóng nhất ở quốc gia Đông Nam Á này trước khi mùa mưa bắt đầu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do hình thái thời tiết El Nino. Một đợt nắng nóng đổ lửa đã tàn phá nhiều khu vực ở Đông Nam Á và Nam Á trong tuần này, ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động người dân. Thái Lan cũng đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này. Chính quyền thành phố Bangkok đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ dự kiến sẽ vượt ngưỡng 52 độ C. Ít nhất 30 người đã tử vong do sốc nhiệt kể từ đầu năm đến nay. Tại Philippines, cảnh báo chỉ số nắng nóng đạt mức nguy hiểm với nhiệt độ vượt quá 42 độ C được đưa ra đối với nhiều khu vực bao gồm vùng thủ đô Manila. Bộ Y tế Philippines ngày 24 tháng 4 cho biết, từ đầu năm cho đến ngày 18 tháng 4, nước này đã ghi nhận ít nhất 34 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó đã có 6 ca tử vong. Malaysia đã phát cảnh báo thời tiết nắng nóng trong mùa hè 2024 và Bộ Giáo dục nước này khuyến cáo những biện pháp bảo vệ sức khỏe đối với học sinh, sinh viên trên cả nước trong bối cảnh nước này lần đầu tiên nâng cảnh báo nắng nóng lên mức 1 tại 10 khu vực. Ở khu vực Nam Á, nắng nóng cũng đang làm không ít người dân Nepal khốn khổ. Dự báo nền nhiệt trong ngày 25 tháng 4 tại hai tỉnh miền Nam Nepal sẽ vượt 40 độ C. Nền nhiệt trong ngày 24 tháng 4 tại tỉnh Lumbini ở miền Nam nước này lên mức 43 độ C, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân với một số trường hợp báo cáo hiện tượng rối loạn tiêu hóa, mất nước và đau đầu. Bộ Y tế nước này đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng trong trường hợp nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Theo báo cáo của các tổ chức quốc tế chuyên theo dõi khí hậu và thời tiết, năm 2023 đã chứng kiến mức nền nhiệt tăng cao kỷ lục trên toàn cầu. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!